Trong năm 2019, lực lượng quản lý thị trường phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, công khai và hoạt động hiệu quả. Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường năm 2018, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện xử lý gần 92.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 490 tỷ đồng. Tình hình vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức ngày càng tinh vi. Năm 2019, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường sẽ không chỉ kiểm tra trên khâu lưu thông mà cả khâu sản xuất để nắm được nguồn phát sinh các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa. Cùng với đó, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm công vụ, suy thoái đạo đức, được xem là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng quản lý thị trường trong năm 2019.